Tặng cái này cho mấy đứa thích thì coi bạn học cho nó xỉu ngang nè. Đầu tiên một cái tủ locker cơ mini, để lên bàn tự nhiên cái bàn đẹp lên luôn á, không hiểu. Đựng mấy cuốn sổ mini nè, móc khóa idol nè, rồi để nhật ký khóa lại cũng được luôn. Tiếp theo là bó gốc, à nhầm, thẻ bài tạo động lực, có cái câu khen bạn xinh đẹp tài giỏi hết sảy không bà bảy, để lên bàn mỗi ngày rút một tấm. Tặng cái này là bao ý nghĩa luôn nha. Còn đây là bảng xếp chữ size mini gọn gàng, có đèn luôn nè, để lên bàn cho người ta biết bàn của ai mà đẹp vậy nha. Cuối cùng không liên quan nhưng mà cùng màu nên cho lên luôn, planner của Taibo, có cắt dấu trang từng tháng và layout siêu xịn nè, để về chắc ngồi ngắm cái bàn hoài khỏi học quá.